Chúa xin hãy
Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Mời anh chị em ngồi. Như chúng ta đã được mời gọi, ngày hôm nay chúng ta quy tụ tại nơi đây trước hết là để tưởng niệm cố Hồng Y François Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, nhưng mà cũng để cùng với Ngài dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì cuộc đời mà Ngài đã sống trong trần thế này, những gì Ngài đóng góp cho giáo hội, cho xã hội, cho thế giới này. Để bắt đầu thánh lễ, tôi xin được truyền lời cho cha Stefan, một người rất là gần gũi với Đức Hồng Y, cũng như là một người con tinh thần, như là một người trong thành viên gia đình nói. Pour commencer la messe, je voudrais maintenant passer la parole au Père Stéphane. Je vais dire en vietnamien, je vais essayer Xin Chào. Alors, c'est avec une grande joie que la famille du cardinal et aussi la famille de Vinh Thuan a pris l'initiative de se rassembler ici à Valeu. Đây là một sự bắt đầu khởi hứng bởi gia đình của họ hàng bà con của Đức Hồng Y Thuận đã dẫn đưa chúng ta, tổ chức cho chúng ta được đến đây. Hier, j'ai encore pu téléphoner avec Elisabeth Thuong, qui est au Canada et qui se réjouissait que le message et les vertus de son frère seront de plus en plus connus et seront célébrés aujourd'hui ici dans ce sanctuaire de la Vierge. Ngày hôm qua, cha Stéphane còn điện thoại cho cô Hồng là em gái út của Đức Hồng Y Thuận, và cô Hồng rất là vui mừng khi chúng ta tụ tập nơi đây để mà tri niệm và làm dỗ cho Đức Hồng Y Thuận. Je suis heureux aussi de voir les sœurs et les frères de Vinh Thuan. Vinh Thuan était pour moi un très bon ami de cœur. Et aussi ses frères et sœurs. Je suis un peu de leur famille et ils sont heureux de vous accueillir ici pour cette célébration où nous prions aussi pour Vinh Thuan qui est décédé malheureusement durant ce Covid, et nous célébrons aussi pour tous les défunts de votre famille et pour toutes les victimes de violence, peut-être surtout dans votre pays. Cha Stefan cũng rất là vui khi được gặp gỡ các anh chị em của anh Vĩnh Thừa, là một người bạn thân của cha, và cùng với các anh chị em chúng ta cũng sẽ cầu nguyện cho anh Vĩnh Thừa đã rời cuộc sống này cách đây mấy năm. Ich verwelkomme auch die Menschen aus Nederland. Ich verwelkomme auch die aus Deutschland gekommen sind. Et j'aimerais bien de dire seulement une petite anecdote, c'est que le cardinal, il a été libéré juste durant une époque, il a en quelque sorte été aussi expulsé de son pays dans une époque où beaucoup d'entre vous ont été réfugiés et beaucoup d'entre vous ont raconté leur histoire, leurs aventures, et le cardinal est en quelque sorte votre aumônier, votre prêtre dans le diaspora vietnamien, et c'est beau de se trouver ici à l'anniversaire de sa mort autour de lui et de se réconforter dans le Christ à ce moment de sa commémoration. Đức Hồng Y Thuận bị giam cầm và được thả ra rồi bị trục xuất ra khỏi Việt Nam vào một cái thời điểm mà rất nhiều người trong chúng ta cũng tìm cách trốn ra khỏi cái nước
Việt Nam bị Cộng sản đàn áp. Do đó thì là có rất nhiều câu chuyện thú vị về cái những cái cuộc chuyến đi như vậy. Và Đức Hồng Y trở thành một đấng tiên úy cho những cái người tị nạn đi ra khỏi nước vào cái thời điểm đó như ngài vậy. Je suis aussi très heureux que autant de prêtres ont répondu à l'invitation de la famille, aussi les chorales, et nous sommes aussi très heureux d'être ici accueillis par la Vierge qui est notre mère à tous. Chúng ta rất vui mừng được về tổ tự về đây để cầu nguyện cùng với Đức Mẹ Bà Nờ trong dịp này. Vâng, với tất cả những lý do đó, chúng ta quy tụ nơi đây không chỉ có gia đình huyết tộc của Đức Hồng Y Thuận như anh Vĩnh Tiến, chị Hồng Phúc, nhưng mà tất cả gia đình của ngài theo một cái nghĩa hợp lý nhất, gia đình của Thiên Chúa, gia đình của những người bước theo đức tin. Chúng ta cũng như là cha Stefan vừa chia sẻ, nhớ tới tất cả những nạn nhân của chiến tranh, những người bỏ xác trên đường đi tìm tự do, cầu nguyện cho tất cả những người thân của chúng ta đã qua đời nữa. Để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh, giờ đây chúng ta cùng nhìn nhận lại thân phận con người của mình với tất cả những tội lỗi, những yếu đuối. Xin Thiên Chúa đoái nhìn, thứ tha, chúc lành và ban ơn tha thứ cho tất cả chúng ta qua kinh thương xót. Xin Chúa
singer. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chỉ mình Chúa mới thắng nổi sự chết và ban cho chúng con sự sống muôn đời. Hôm nay, chúng con quy tụ nơi đây tưởng niệm người thân của chúng con là Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier. Xin Thiên Chúa đón nhận Ngài vào trong nước của Ngài, vào trong nước Thiên Chúa, trong nước của tình thương, nước của sự sống. Oui, Dieu, toi qui es notre Créateur et notre Père, nous voici réunis auprès de toi et auprès de François. En ce moment, nos cœurs se tournent vers toi. Ouvre nos cœurs à ta parole d'amour et de vie. Que nous trouvions en ta parole une lumière dans ce moment. En ce moment de tristesse, une certitude dans mon moment de doute, un réconfort dans notre douleur et une force dans notre faiblesse. Dieu Père, nous te prions avec confiance par Jésus le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir, mời anh chị em ngồi. Bởi vì trong nhà thờ có thêm một phái đoàn anh chị em từ bên Pháp, người Pháp, họ đi hành hương, nghe thấy ca đoàn hát sốt sáng quá, họ vào xin được dự thánh lễ cùng với chúng ta. Nous sommes maintenant invités à écouter une lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains qui nous invite à louer et à chanter le Seigneur en tout temps. Écoutons. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ, thư gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với những người trong danh thánh đang lâm cảnh thiếu thốn và ân cần tiếp đãi khách đến nhà, bác ái đối với mọi người, kể cả thù địch. Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa. Vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác. Hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người. Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa.
Dieu soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait, il disait, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les corps purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En lui, et via les béatitudes, on apprend, on peut assurer que le bonheur est toujours possible. Pour lui, malgré le maltraitement, malgré la persécution, malgré l'exil, malgré toutes sortes d'épreuves dans la prison ou à l'étranger ou partout, notre cardinal trouvait toujours la joie de vivre, la joie d'aller vers les autres, d'aller vers Dieu et d'aller à la rencontre de la vie. Pour lui et pour nous tous, le bonheur ne s'agit pas d'une vie parfaite, mais c'est la joie de vivre, les efforts d'aller, les efforts de s'avancer. Et son secret pour traverser tout ce chemin de l'humanité, en fait, c'est son espérance. Lui-même écrit un livre qui s'appelle « Le chemin de l'espérance ». Oui, mes frères et sœurs, l'espérance, c'est le moteur pour nous de marcher sur le chemin du Christ, chemin de foi, de vie et d'amour. Bonne continuation. Anh chị em có lẽ biết về một cái câu chuyện danh thoại về bốn hoàng đế. Bốn hoàng đế ngày kia đang cháy âm ỉ, hơi nặng nề chậm rãi trong một nhà nguyện nhỏ. Và bắt đầu một lúc nào đó, một cây nến tên là Hòa Bình hay là Bình An buồn bã nói với các bạn của mình rằng: tôi thấy mệt mỏi quá, có ai
đâu còn bận tâm tới bình an hòa bình đâu. Chiến tranh xảy ra khắp mọi nơi, xung khắc xảy ra trong cả xã hội, trong cả công đoàn, trong cả gia đình, trong cả các cặp vợ chồng, trong cả mỗi cá nhân con người, đâu ai còn bận tâm tới bình an hòa bình là gì. Có lẽ tôi sẽ tắt theo thôi. Khi mà khi đến bình an hay hòa bình vừa ngắt lời thì cây nến vị tịch của tình thương cũng đứng lên và nói buồn bã như vậy. Tôi cũng thế thôi, chắc không ai có sức để mà giữ nổi ánh sáng của tôi đâu, bởi vì người ta chỉ bận tâm tới tranh chấp, ganh ghét, câu xé lẫn nhau, đâu có ai còn coi trọng tình thương ở trên thế giới này nữa đâu. Tôi nghĩ tôi cũng sẽ bị tắt lắm thôi. Vừa với cái đó thì đức tin, cái nên đức tin cũng đứng dậy và nói: tôi cũng chẳng hơn gì hai bạn cả, bởi vì người ta bận rộn trăm ngàn thứ việc trên đời này, chạy đua kiếm tiền, tìm kiếm danh vọng, địa vị, quyền lợi, mọi thứ. Có mấy người bận tâm tới việc đức tin, đâu có mấy người còn biết đức tin là gì. Chắc đâu có ai thèm đốt ngọn lửa của tôi, ngọn nến của tôi nữa đâu. Nghe thấy vậy thì một cậu bé bước vào và khóc. Cậu ta đang khóc thì một cây nến khác tiến lại và nói: bạn đừng có sợ, đừng có khóc. Còn có ta đây, ta là hy vọng, ta là cây nến hy vọng. Còn có ta, còn có hy vọng, thì ta và em, ta và mọi người có thể đốt hết cái nến này lên được. Nến tình yêu, nến tình thương, nến đức tin, tất cả. Nếu còn có hy vọng thì chúng ta còn có thể giữ được những cái nến đó cháy sáng. Còn đừng có sợ. Vâng, thưa anh chị em, hy vọng là điều quan trọng nhất. Hy vọng cũng là đường mà Đức Cố Hồ Nghi của chúng ta sống. Cả cuộc sống của Ngài, nếu mà Ngài có thể tồn tại được hết bao nhiêu năm khổ sai như vậy, bao nhiêu năm tù đầy, tù tội, hành hạ, thứ thốn, bị bách bỡ đủ điều, nếu Ngài có thể sống được, sống sót được, là nhờ có hy vọng. Bởi hy vọng cho Ngài cái sức mạnh để đi tiếp, hy vọng cho Ngài một cái nhìn xa hơn, sâu hơn, một cái nhìn đi tới là cái nhìn của chính Thiên Chúa, thấy chương trình của Thiên Chúa trong tất cả những gì mình phải đương đầu. Khi mà chị em nghe lời của Ngài thì cứ như là một cuốn phim vậy, nhiều chi tiết lắm, mà chị em có lẽ còn biết nhiều hơn cả tôi nữa. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói tóm lại có một cái điều mà đi xuyên suốt qua cuộc đời của Ngài, cái điều mà giữ Ngài đứng vững, cũng như là tiếp tục cái sứ mệnh ơn gọi làm linh mục, ơn gọi làm giám mục của Ngài, đó là hy vọng. Vâng, chính bởi hy vọng mà ngay trong cả những lúc tối tăm nhất của cuộc đời, Ngài cũng nhìn thấy ánh sáng. Ngay trong cái trường hợp tối tăm, Ngài cũng nhìn thấy cái lô đa. Bởi vì có hy vọng, có tin tưởng vào một Thiên Chúa, bởi vì tin rằng một Thiên Chúa làm chủ của vũ trụ, Thiên Chúa lớn hơn sự giữ, lớn hơn cả sự chết, thì đối với Ngài, sự giữ, sự chết cũng không phải là hết. Đối với Ngài, tình thương mạnh hơn sự giữ, tình thương mạnh hơn sự chết. Đối với Ngài thì Thiên Chúa mời Ngài đi vào sống cái sứ vụ của mình ngay trong cái hoàn cảnh mình phải sống. Cái hoàn cảnh đó có khi không phải chọn lựa của Ngài, như chúng ta biết không ai chọn lựa tù đầy, không ai chọn lựa bị quản chế, bị đánh đập, bị bỏ đói, không ai chọn lựa cái đó. Không ai chọn lựa nhưng mà khi vừa mới bổ nhiệm là tổng phó tổng giám mục của Sài Gòn được có mấy ngày là bị bắt, bị quản chế. Không ai chọn lựa mà bỏ một cái giáo phận đầy sức sống với bao nhiêu chương trình như là dự thảo về mở rộng chủng viện, đào tạo các giáo lý viên, củng cố hàng giáo sĩ, bao nhiêu chương trình như là
Một cách đích thực là chương trình tới từ Thiên Chúa, chương trình đầy sức sống, đầy quan trọng như vậy mà phải bỏ đi hết, bị bắt, bị cương hết rồi tất cả. Thế nhưng nhờ cái hy vọng và Thiên Chúa và hy vọng và ánh sáng của Ngài, Ngài được khám phá ra rằng có lẽ người ta không cho tôi tiếp tục ở với giáo phận, không tiếp tục ở với các con chiên của tôi, thì có lẽ Chúa đã muốn giao cho tôi một giáo phận khác. Giáo phận là nhà tù. Chúa giao cho tôi những con chiên khác, con chiên đó là những canh gác tù, những người bạn tù. Và Ngài, trong những ngày này, nhất là chúng ta khi đến gần ngày lễ Kính Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, thì Đức Hồng Y là người mặc lấy một cái tinh thần của Đức của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu một cách rất mạnh mẽ, đó là tinh thần sống đề phút hiện tại. Nhờ cái hy vọng vào tương lai, nhưng mà chính cái hiện tại mới làm ra cái tương lai. Người ta không hy vọng một cái áo huyền để bỏ buông xuôi mọi chuyện, không. Hy vọng là Chúa còn có đó, còn có sự sống, còn có đức tin, còn có tình thương, nhưng mà chúng ta được mời gọi sống trong giây phút hiện tại, sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại. Người mà không cảm nhận được niềm vui trong giây phút hiện tại thì cũng khó mà cảm nhận được niềm vui vào trong tương lai, ngay cả tương lai của nước trời. Bởi vậy, Ngài đã tìm ra, khám phá ra cái niềm vui của cuộc sống ngay cả cuộc sống trong từ tục, trong từ đời. Ngài khám phá được ra cái sứ vụ của mình, sứ vụ mà Thiên Chúa muốn gửi gắm cho Ngài. Sứ vụ đó, thưa anh chị em, sứ vụ đó là một cái thách thức lớn. Tại vì nhìn mặt những người hành hạ mình, những người ghét bỏ mình thì đã khó rồi, huống chi còn mang yêu thương, mang tin mừng tới cho họ. Ngài mang lấy cái sứ vụ đó, mang tin mừng tới cho mọi người, từ những người cảnh gác của mình, những người kiềm hãm mình. Và với cái tinh thần hy vọng và cái lời mời gọi như Thánh Phaolô nói trong bài đọc thánh tích, thì Ngài không ngừng rao giảng tin mừng trong cái hoàn cảnh sống của mình. Có khi cái giường thành cái bàn thờ dâng lễ, một hai người tới xưng tội bằng nhiều đủ chứ nhiều cách, không có cái cách không, muôn hình muôn dạng Ngài tạo dịp cho người ta, những bạn tù cũng như là những người thiện chí trong nhà tù được cảm giác được sự hiện diện của Thiên Chúa, sống trong cái tương quan với Ngài, giữ liên lạc với Thiên Chúa qua các bí tích giải tội mình thánh, hay gặp gỡ đơn giản là gặp gỡ. Và sống hy vọng như vậy, sống trong những cái hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, từ nhà tù cho lúc lưu đày vì tha hương, chúng ta là những người sống tha hương, chúng ta biết cảm nhận của người tha hương như thế nào. Những cái hy vọng có cái phúc, con đường của phúc thật tám mối mà chúng ta nghe trên trán đọc trong bài tin mừng bằng tiếng Pháp, chúng ta có tiếng Việt ở đâu. Cái bài phúc thật tám mối nhắc cho chúng ta biết rằng, và đặc biệt qua cuộc đời của Đức Hồng Y, chúng ta biết rằng hạnh phúc đích thực không có lệ thuộc, không có hệ tại bởi một cuộc sống hoàn hảo. Hạnh phúc đích thực không có hệ tại bởi đạt được tất cả những gì chúng ta mong ước, chứ chắc những gì chúng ta mong ước đều đã là tốt. Nhưng mà hạnh phúc đích thực là cái gì? Là cái niềm vui để mà sống, niềm vui và những cố gắng để yêu thương, những cố gắng để bước đi trong cuộc sống. Trong 80 phút thật thì có tới 4 điều là những điều tiêu cực. Phúc cho người bị bách vớ, bị bắt bách hại, phúc cho người nghèo đói, cho người khóc lóc, phúc cho người khiêm nhường. Có lẽ ngoài cái đức gọi là đức hy vọng, ngoài cái tinh thần, cái niềm hy vọng lớn lao của Ngài, thì để sống được cái niềm hy vọng đó, và cũng là để sống trên hành trình của 80 phúc thật, hành trình của đức tin, thì một điều rất là quan trọng cho Ngài và cũng là cho chúng ta để mà bước đi, đó là đức khiêm nhường. Trong 80 phúc thật có nói tới đức khiêm nhường. Thực ra tất cả các mối phúc thật đều liên quan tới đức khiêm nhường. Khiêm nhường không phải chỉ đơn giản nhận ra mình là thiếu sót, mình là hèn kém, không. Khiêm nhường là ý thức được mình là ai, mình cần tới tha nhân và mình cần tới Thiên Chúa.
Bởi vậy trong tiếng Pháp có cái thành ngữ celui qui ne sait pas, il ne sait pas. C'est un sot. Mais celui qui sait, il ne sait pas, est un sage. Oui, le problème ce n'est pas d'avoir des limites, mais de reconnaître pour se laisser toucher par Dieu et par sa grâce. Le bonheur, c'est la joie de vivre, la joie de s'avancer. Le bonheur, c'est toujours possible, parce que c'est pas une forteresse de toute façon doit protéger, doit défendre, mais c'est une démarche permanente, toujours en mouvement vers les autres, vers Dieu et vers la vie. Vâng thưa anh chị em, cái hạnh phúc không phải là một cái vật mà chúng ta có thể sở hữu được. Hạnh phúc là cái hành trình. Hạnh phúc không phải là một không phải là điểm tới, mà hạnh phúc là quá trình bước đi. Hạnh phúc là cái cách nhìn cuộc đời. Hạnh phúc là cái cách bước đi trong cuộc đời. Hãy để Thiên Chúa người luôn đồng hành với Đức Hồng Y cũng như với chúng ta hàng ngày bước vào trong cuộc đời của mình. Cho dù cuộc đời chúng ta có những khó khăn về mọi mặt bây giờ thì ở đây không còn khó khăn về thiếu tự do, nhưng có lẽ vì bệnh tật, có lẽ vì cô đơn, có lẽ vì tuổi già. Nhưng mà cái hạnh phúc mà Thiên Chúa trao cho mỗi người là một cái hạnh phúc đích thực, và hạnh phúc đó luôn tồn tại, bởi nó không phải là một vật để chiếm hữu, mà là cái cách để chúng ta bước đi với Chúa, bước đi với anh chị em mình. Amen. Vâng thưa anh chị em, nói thì bao giờ cũng thế, nhưng sống thì khó hơn nhiều. Bởi vậy chúng ta cần cơ ơn Chúa, cần sự trợ giúp của Ngài, sự trợ giúp của nhóm. Trong những ngày này, chúng ta được mời gọi tiếp ý vào lời nguyện cao nhất. Bình luận thiếu tính xây dựng, để giáo hội luôn là dấu chỉ của sự hiện nhất, tình thương, niềm vui và hy vọng của Chúa cho thế giới này. Chúng con cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.
đau khổ, tới các nạn nhân của bạo lực, chiến tranh hay các thể chế chính trị. Ngày hôm nay, biết bao nhiêu người vô tội trên thế giới vẫn còn đang đau khổ vì đói nghèo, vì chiến tranh loạn lạc. Chúng con đặc biệt nghĩ tới những người dân bên Ukraine, bên Iraq, Afghanistan, Syria và cả bên nước Việt chúng con nữa. Xin Chúa sai nhiều sứ giả hòa bình đến trong nhân loại. Xin cho mỗi người chúng con biết đem yêu thương vào nơi oán thù, đem niềm vui cho những người sầu khổ, đem hòa bình và công lý vào nơi mình sinh sống. Xin Chúa hãy hoán cải và đổi mới lòng trí con người trên khắp địa cầu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắc nhở chúng con. Lạy Chúa, lúc đương thời, Cố Hồng Y luôn vững tin và rao giảng tình thương Chúa mọi nơi, mọi lúc, ngay cả trong đau khổ và ngục tù. Xin Chúa cho chúng con ngày hôm nay có được sự can đảm và nhiệt huyết của Ngài để làm chứng cho Chúa. Khi người khác nghĩ rằng Chúa chỉ là sự tưởng tượng của con người, xin cho con biết đáp rằng Chúa là cha của con người và là đường cho nhân loại. Với những ai không dám tới với Chúa, xin cho con biết nói rằng chính Ngài đang tìm kiếm họ. Với những ai không yêu mến Chúa, xin cho con biết cách nói với họ rằng chính Chúa không ngừng yêu mến họ. Xin cho chúng con ngày càng lớn mạnh trong đức tin và không ngừng mang Chúa cùng tình thương của Ngài tới tất cả những người mà con gặp gỡ trong cuộc sống mỗi ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắc nhở. Chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa những tâm tình ước nguyện riêng của mỗi người, cho chúng ta hay là cho thế giới này. Lạy Chúa Giêsu, đấng cứu chuộc chúng con, Chúa đã tự hiến mình chịu chết để mọi người được cứu rỗi và vượt qua chết đến cuộc sống mới. Xin nghe lời chúng con cầu nguyện mà đưa người thân yêu của chúng con là Cố Hồng Y Francisco, nhờ sức mạnh quy quyền Chúa ban để hưởng thánh sáng niềm vui và bình an trong lúc Chúa. Chúa học sống và yên chi muôn đời. Amen. Thưa chị em, như chúng ta biết, hãy đừng đón nhận một cách rất là nóng hổi ở đây mới đến thăm. Giờ này chúng ta được mời gọi hỗ trợ tham dự vào công việc của đền thánh, trong việc duy trì đền thánh cũng như là những sự vụ của người theo. Anh chị em hãy quan tâm giúp đỡ đền thánh trong việc đi việc bỏ đền thờ kia. Lòng bên vô biên.
lời Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và nguyện cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này để cầu nguyện và tạ ơn cùng với Cố Hồng Y François Xavier. Xin cho Ngài được ở ơn cứu độ. Xin cho Ngài ở bên cạnh Chúa cầu bầu cho tất cả những con cái của Ngài còn bước đi trong cuộc đời dần đến. Xin chúng con luôn được vững tin và vững lòng trong niềm hy vọng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đem hướng về Chúa. Thì những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi vì Chúa đã hứa phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi. Và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, thì họ lại được một chỗ cư ngụ vĩnh viễn trên trời. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các vị thần và quảng thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con luôn luôn hát ca chúng tụng vinh quang Chúa lòng. Thank you.
được giao cùng cho con chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng cho nên anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bạn quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nghiêm Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương siêu sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh Cha Giuse và trong năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lành Chúa cứu thế và theo thế Đức Trời này chúng ta giao nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả
Xin dâng lên Chúa tình
tham của chị Thu Hồng là em của Đức Hồng Minh, Đức Cố Hồng Minh Nguyễn Văn Toàn. Chị hiện sinh sống ở Canada và chị không có mặt ở đây bây giờ. Kính thưa quý cha, cùng quý ông bà, anh chị em. Đầu tiên, tôi xin được cùng với toàn thể quý vị hiện diện nơi đây dâng lời cảm tạ Chúa đã cho chúng ta một ngày họp mặt trong tinh thần gia đình để làm lễ dỗ 25 cho bậc đáng kính Francisco Xavier Văn Thuận. Thứ đến, cho phép tôi được trình bày diễn tiến những việc đã xảy ra đưa đến cuộc họp mặt ngày hôm nay tại thánh điện ban nơi này của quý vị là những người tham dự một cách trực tiếp và của tôi là những người tham dự cách gián tiếp. Hàng năm khi mùa thu tới, đại gia đình chúng tôi tuy sống rải rác trên toàn thế giới luôn cùng nhau quy tụ lại hoặc qua mặt trẻ nhất để cầu cho tinh thần đoàn kết tưởng nhớ tới người thân là Francisco Xavier. Những buổi tưởng niệm đã được tổ chức nơi tu viện các sơ Silitinan bên Cologne, Đức Quốc, nơi có trung tâm lưu niệm của Đức Cố Hồng Minh. Nhưng từ khi dịch Covid hoàn thành, việc tổ chức bị gián đoạn. Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm những phương thức khác nhưng không thành công. Cho nên khi chúng tôi nhận được điện thoại của người bạn là cha Stefan Hübner, cha mình đang làm việc ở bên nước Trung Đông, Phi Châu. Cha biết rất rõ về Đức Hồng Y và đã viết sách viết tiểu sử của ngài. Cha Stefan đưa ra một ý kiến tuyệt vời, đó là việc tổ chức lễ tưởng niệm 20 năm Đức Hồng Y tại thánh địa Ban Nơ. Nhưng là cách nào để tổ chức đây? Vì chúng tôi sống ở một địa khác, bị cấm cung vì dịch Covid, khó có thể sang Âu Châu được. Cha Stefan trả lời: tin tôi đi, mọi sự sẽ được tốt đẹp. Tôi sẽ có mặt vào mùa thu này. Rồi không hỏi chi nữa nơi cha Stefan, tôi đi điện thoại cho các em và bạn bè tại Bruxelles. Mọi người đều lập tức hưởng ứng. Thánh địa Đức Mẹ là một sự chọn lựa hoàn toàn phù hợp cho Thuận, vì Thuận luôn dành cho Đức Mẹ một niềm yêu mến đặc biệt. Khi được hỏi ý kiến, cha Gioan Kinh 8 và cha Gioan Mali chán đồng ý rút liền, và rồi tất cả mọi người đều lập tức hưởng ứng. Sửa soạn ngày lễ và chỉ một vài tuần lễ trước ngày hôm nay, một chương trình được mau chóng thành hình: thánh lễ, hát lễ, quay phim, sửa soạn và lắp đặt cho mọi người. Mọi sự đều được chu toàn, thật được sửa soạn một cách thật chu đáo. Kính thưa cha Stefan Đức Lễ, kính thưa cha Giang Công Lê Báu, cha Joachim Tám, cha Jean Marie Chán, cha Tôn Tài, cha Du Xe An, cha Du Xe Trung và cha Phê Rô Trinh. Thưa các anh chị em trong ca đoàn ở Hoa Lan, ở Liên và Bố Sen, thưa anh em, cùng toàn thể quý ông bà nữ. Từ giá đất đạo, tôi theo dõi với tất cả niềm cảm xúc và lòng biết ơn đối với tình cảm và sự cố gắng của quý cha và quý vị trong việc tổ chức lễ tưởng niệm hôm nay. Nhân danh toàn gia tộc, đặc biệt gia đình đại diện chúng tôi ở Bruxelles, tôi xin chân thành cảm tạ. Và thật là tôi sẽ không bao giờ cảm ơn gì được. Xin Thiên Chúa chúc lành cho mỗi người cho chúng ta và xin Đức Mẹ Ban Nơ cầu của Chúa cho việc phong thánh cho bậc đáng kính Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận được mau chóng thành công. Elizabeth Nguyễn Thị Thu Hồng. Đây là
được nhắc lại cái chương trình của ngày hôm nay mà thôi nhé. Từ sau thiên lễ, chúng ta có một vài đôi phút để hàn huyên với nhau. Thì trong thời gian đó, cha Stefan Luther, cha sẽ nói chuyện với chúng ta, sẽ có nhiều câu chuyện rất hay về đất phòng mỹ thuật. Và cha cũng sẽ nói với chúng ta về cái cuốn sách ngày viết về đức cha Phật. Vậy xin quý ông bà ráng ở lại để tham dự. Cảm ơn rất là nhiều. Và hơn nữa, và nữa là gia đình có sự soạn sẵn những thức ăn và thức uống cho toàn thể. Xin quý vị đừng có ngại ngủ khi mà đi ra về nhận lấy nhé, đưa về để mình sẽ ăn tốt giảm trong trên đường về. Xin quý mời. Cảm ơn rất nhiều. Stefan này xin là đừng nói mấy lời ngay bây giờ cho nên cái con bị khô sẵn ở đây. Hãy gọi người Pháp về. Hòa lại. Some of you speak English. Please stay after mass for some refreshment. We have some bread, some water. For everyone, some brings. But now we would like to invite Father Stefan to have some words to share with us to close the celebration. Je m'excuse de mettre à l'épreuve encore votre patience. J'aimerais bien présenter un livre que Madame Libert, qui est au fond de l'Église, peut peut-être apporter ici. C'est un livre de témoignage de Elisabeth Thu Hong et de beaucoup de Vietnamiens que j'ai eu l'honneur et le bonheur de rencontrer dans votre beau pays. Je veux donner un petit témoignage. D'abord, mais peut-être il va traduire. Cho các bạn đến từ Đức xứ Hà Lan, là cha Stefan muốn tuyên truyền một cuốn sách cho ngài biết, và cuốn sách đó là nhờ qua những cái chứng nhân của em gái Đức Hồng Minh Thọ, và cũng có một số người mà cha đã bỏ công ra để mà đón tác ra cái cuốn sách đó khá dày bằng chữ Pháp sẽ là phóng sự. C'est un livre de témoignage qui a été écrit en français, mais qui est traduit déjà en vietnamien par une dame pour laquelle on va prier aussi parce qu'elle est, elle est décédée déjà. Elle s'appelait Lucie. Et je vois que son frère est aussi présent dans cette église. Sách viết bắt đầu một tiếng Pháp và sau đó mình dịch qua tiếng Việt, và cái người dịch thì chị đó là người Trần, thì bây giờ có một người nghe người Anh cùng chị đang có mặt ở trong cái đường này. Et le fils de la dame qui a fait la traduction en vietnamien, le fils il a fait des calligraphies sur toutes les vertus. Et donc sur la couverture du livre, il y a la calligraphie Yvonne. Comme vous savez, c'est l'espérance dont le Père a parlé si clairement dans son homilie. Quand mon histoire avec le Vietnam a commencé déjà il y a à peu près 40 ans, quand j'ai lu votre histoire merveilleuse sur les martyrs. Et durant ces années, j'ai eu la chance de rencontrer aussi le cardinal Nguyen Van Thuan, François Xavier, et j'ai vécu un certain temps avec lui dans la même maison, et
J'y ai visité quelques fois quand il travaillait à Rome. Trong những năm đó, tôi được quen biết với Đức Hồng Y Mận và được sống với Ngài trong một ngôi nhà, trong chung với Ngài. Et puis j'étais impressionné par ses vertus, par son amour pour l'Eucharistie. Et j'ai voulu savoir de plus en plus. Tôi rất bị nhận động với những cái đức độ của Đức Hồng Y và cuộc sống của Ngài. Et sur ce chemin de découverte, j'ai pu rencontrer donc sa sœur, Elisabeth Thuram, et j'étais tout d'un coup impressionné par la richesse de l'histoire, parce que la vie du cardinal est liée en quelque sorte à des grandes personnes dans l'histoire, que ce soit des empereurs, ou aussi vous êtes la famille, vous êtes les descendants des empereurs. Et puis, il y a des grandes personnes comme son grand-père, comme des personnes qui ont lutté contre la colonisation française, des personnes de sa famille qui étaient en contact direct, pas des bons contacts toujours, avec Ho Chi Minh, avec Kennedy, et des personnes où on touche à ce grand personnage du président Nottingham. Sau đó, ngài cha Stéphane được gặp cả người nhà gái út của Đức Hồng Y, cô Thu Hồng, và cô Thu Hồng đã kể lại cho cha biết bao nhiêu những chứng từ gia phả hải tộc của Đức Hồng Y từ thời ông của Đức Hồng Y. Mais au milieu de ce grand histoire, il y a ce beau témoignage du cardinal où les petites choses dans la vie prennent leur importance. Nhưng mà cái chứng từ của chính Đức Hồng Y là đẹp nhất, hay nhất, và làm cho ngài chứng chân sa sê ma ni là rung động nhiều nhất. Je me souviens quand j'étais à Madame qu'il y avait un prêtre qui était à l'époque le secrétaire donc de Monsieur Twan, et il m'a raconté que durant un voyage dans une des paroisses où ils avaient fait une visite pastorale, il retournait pendant la nuit. Et lui et son évêque, donc le Monsieur Twan, étaient en train de prier le chapelet, il faisait noir, et ils étaient courbés dans la prière du chapelet. Et tout d'un coup, l'évêque dit stop. Et dans sa prière, il a pressenti que la voiture était devant un abîme, et si le chauffeur ne serait pas arrêté, ils auraient été morts. Et donc le prêtre m'a raconté cette histoire du chapelet comme un petit miracle, un petit signe de la confiance du cardinal dans la Vierge. Cha Stéphane kể một cái câu chuyện là lúc cha đi về Việt Nam ở Nha Trang cha gặp lại người linh mục cư ký linh mục của Đức Hồng Y và người linh mục đó với lại hiện lúc đó Đức Hồng Y là giám mục của Nha Trang đi làm nhiệm vụ và chỉ trên đường về thì là hai người đang đọc chú mật côi và tự nhiên Đức Hồng Y ngưng lại trước thì là cái xe đó ông tài xế ông ngưng lại thì không ngờ là cái xe đó là nếu mà không Đức Hồng Y không nói ngưng là nó sẽ lao xuống đổ thẳng, tức là nó là một cái chứng từ cho thấy là cái sức mạnh của sự cầu nguyện trong công hiến qua chính mật côi. Il y a aussi le témoignage d'un autre prêtre qui savait que François Xavier, comme Jean Prêtre, il avait reçu cadeau un tout petit livre où il y avait quelques chapitres de l'Évangile écrits dessus.
Et François Xavier, comme jeune prêtre, il a porté tout cela chaque jour, tout le temps, ses paroles de l'Évangile avec une chaîne autour de son cou. Et il le portait sur son cœur. Et le petit livre était devenu très très brun et laid. Alors on lui posait la question, pourquoi tu portes une chose si laide? Alors il dit, non, hein, la parole de Dieu, c'est une lumière, c'est une lumière sur mes pas. Et donc, les personnes qui ont un peu ri avec ce petit livre autour de son cou, ils ont été tristes pendant son incarcération, ce petit livre a été perdu. Mais la parole de Dieu a été restée toujours très vivante dans son cœur. Khi Đức Hồng Y còn là một người linh mục trẻ thì có một cái cuốn phúc âm mà trong một cái dạng sách rất là nhỏ xíu, ngài đeo trên cái cuốn sách đó, ngài mang trên trong trên lưng của ngài, và lời Chúa, cái cuốn sách đó lúc mà ngài bị lùn thì bị mất, bị tịch thu mất, nhưng mà cha Sĩ Phạm nói là lời Chúa đã đi vào trong tim. Puis dans le livre, il y a plein de témoignages aussi des gardiens que j'ai pu rencontrer au Vietnam et beaucoup d'histoires que vous connaissez déjà. Mais à un certain moment, ça m'a été réjoui de voir qu'au milieu de ces grandes histoires où il y a des gardiens qui se convertissent, qui avaient des petites histoires, hein, comme un gardien qui avait adopté le cardinal comme un peu comme son père. Alors, il avait une copine et il disait au cardinal qu'est-ce que vous pensez, comme dans beaucoup de pays on fait cela, je pense aussi chez vous, que le fils, quand il a une copine et quand il pense à se marier, il présente la fille à son père. Et le gardien, il a dit, je ne peux pas faire entrer la fille dans la prison, mais je vais la poster en face de la prison, en face de la rue, et vous pouvez regarder par la fenêtre. Et après, on peut discuter sur la fille et tu peux donner un avis. Et j'ai vu le gardien avec sa femme et elle était heureuse après de pouvoir rencontrer l'évêque libéré. Et donc il a même, il les a encouragés de contacter le mariage et c'était toujours un couple très heureux. cái tù mà ngài đó làm cho biết bao nhiêu vị quản giáo, nhiều người quản giáo cho thành đạo, trong đó có một người mà rất là phụ ngài và xin ngài làm cha đứa đầu của mình, và cái người quản giáo đó có một đứa con trai đó sắp lấy vợ, mà ngài người quản giáo đó muốn cho đức cha Phật được gặp cái người vợ tương lai của con mình, nhưng mà người quản giáo đó không có được phép đem người ngoài đi vào trong gặp đức cha Phật, nên rồi đức cha Phật mới nói là thì cứ đem mang hai vợ chồng của con của người quản giáo đó đứng bên kia đường thì ngài sẽ từ trong tù chạy trong cái phòng giam của ngài, ngài nhìn ra cái cặp đó xong rồi ngài sẽ cho ý kiến. Thế tức là chứng tỏ là cái sự mà tin tưởng của cái người quản giáo nơi sự biết độ và tài năng của đức cha đó. Et à Saigon, j'ai rencontré un groupe de petits séminaristes et un d'eux me racontait qu'un mercredi décembre, quand ils avaient fait la jeûne toute la journée, le soir, il a invité quelques élèves où il voyait qu'ils avaient faim. Il a dit, maintenant c'est minuit, maintenant on peut manger dans ce bureau. Et ils ont tracté un beau repas. Ngài cũng cha Stéphane cũng gặp tất cả những cái chuyện mà cha Stéphane kể
đó quan của Đức Hồng Y đã giúp đỡ cho những người nghèo đói trong thành phố Hồ Chí Minh và trong Sài Gòn. Dans le livre que j'ai pu écrire avec Elisabeth Thuhomme, j'ai prêté beaucoup d'attention aussi à sa famille. Et c'est quelque chose qui a été critiqué parfois. Pourquoi prêter tellement d'attention à une famille? Parce que, comme nous le savons, même si nous sommes très croyants, si nous sommes catholiques, si nous sommes... S'il y a quelqu'un comme le cardinal qui devient prêtre, et même quelqu'un qui est loué, et loué même par le pape pour ses vertus, ça ne veut pas dire que sa famille est d'office exemplaire, que sa famille participe à cette sainteté. Pourquoi prêter tellement d'attention à sa famille? J'ai voulu le faire parce que, vous voyez, chaque prêtre et chaque vocation, et aussi chaque saint, il est dans une situation toujours de fragilité. Et le cardinal, il n'a pas canonisé sa famille, mais il a aimé sa famille. Et c'est une famille très concrète. C'est une famille qui peut-être ressemble à nos familles. On peut se reconnaître aussi dans des succès, mais aussi dans des échecs de la vie quotidienne. Et qu'au milieu de cette fragilité, Dieu appelle quelqu'un dans la vie concrète. J'ai été particulièrement touché par le témoignage de sa mère. Je vais m'arrêter maintenant, parce que sinon, vous n'allez plus lire le livre. Et tout comme ça, qui m'a thank you.
Thank you.